Đó, đấy là canh mục tiêu hôm nay chúng ta scan. Lệnh của đứa chat còi không mới mới đang có 10 u thôi, chắc là đủ nồi lẩu hôm nay không phải nhịn cơm rồi. Mới có 10 u thôi mà. À đấy, bảo là gửi cái zoom thực chiến lên. Hôm nay thứ sáu, hôm qua thị trường nó nghỉ lễ nhưng mà hôm nay Mỹ nó vẫn quay lại hoạt động rồi nha mọi người. Ở phiên Mỹ hôm nay có khả năng lại có biến đấy nha, giống như là sau một ngày nghỉ lễ là thị trường nó ngứa tay lắm. Đó. Nên là hôm nay lại là ngày cuối tuần nữa, chu kỳ này lại là chu kỳ cuối tháng nên là cứ phải cẩn trọng. Nói đến lúc nó chạy mạnh mẽ quá thì ưu tiên là bán xuống vàng nhé mọi người nhớ nhá. Hôm nay kể cả thực chiến hôm nay ưu tiên bán xuống, còn buổi sáng phiên Á thì cái khu vực vùng này là chúng ta múc rồi. Cứ hai đầu vẫn đánh được hết đúng không? Ưu tiên là dành cho chiến lược ngày. Đấy, còn scalp thì chúng ta cứ đi từng con sóng một. Nhỏ cũng ăn mà sóng to cũng chiến. Hôm qua mà mình mà thực chiến thêm được khoảng tầm tiếng nữa, tất nhiên là muộn quá thì có mà cậu vàng phải ăn hai nhịp nữa thì thôi rồi, no lê rồi. Xuống đẹp thế nhỉ, mình đang còn lệnh sắp ra được rồi. Sao biết là đi chat ăn no, đang có lệnh chưa cắt đâu nhưng mà xanh mướt rồi, đang có nồi lẩu rồi, đang có nồi lẩu rồi. Anh Khoa thì ngày nào chả chạy tuyệt vời luôn, hôm qua tối hôm qua no thật, đi không sai một nhịp sóng nào. Có lẽ là tí nữa phải cắt đi chứ không lại bảo là đây chat ăn mảnh nhá. Anh Khoa, biết cả mình đánh ở đâu, biết cả mình làm gì, nhìn quá vậy. Đọc được vị hết rồi đúng không? Thảo nào bây giờ mình ăn được nhịp nào là mình cũng biết ngay là khả năng anh Khoa cũng ăn được hết rồi. Cái chat sẽ đến đến cái đáy này thì chat sẽ cắt đi. Đấy, để duyệt zoom mới giải quyết cho mọi người nhá. Chào con biết sao thầy bỏ à? Chứng tỏ là cũng đang ăn no đúng không? Rồi bây giờ cái nhịp sóng ở đây thì mọi người nếu như ai có lệnh sell có thể cửa lâu nha, cửa lâu tạm, và chúng ta làm lúc đấy thì chắc có báo mọi người là đặt limit đúng không, ai vào sau bây giờ này, những người vào sau nhìn theo cái kịch bản mà đấy chat đã vẽ ở đây để mà chiến nha. Đây là cái vùng mua lướt 50% vol, còn lại để vol nó ở dưới này đi, còn lại dưới này nhá. Vừa mới quay sang xong rồi lò dò để xem là bây giờ là 8:40 rồi, khả năng là cứ chờ nó một cây vol xanh là đẹp nhất. Nhưng mà 50% vol thì xứng đáng nhá. Ok chưa? 50% vol xứng đáng. Ở đây là 91.54. Xem nào, cái key nhỏ này đó, đây là những cái vùng mục tiêu nhá. Mua lướt
92 chính là cái điểm mua nhé mọi người nhé. Nếu mà đặt limit ở đấy thì spread cộng cả spread nữa thì cái zero spread nó có mấy mấy pip, 6 pip đúng không? Thì cái vùng giá mà mình đánh dấu ra kiểu gì nó cũng sẽ khớp thôi, 50% vốn thôi nhá. Mọi người vào ấy, rồi chat sẽ duyệt nhanh zoom. Rồi, đã cắn lệnh. Khớp rồi, đúng là như kiểu mình vừa vẽ ra cái là nó khớp luôn đấy. Còn lại đặt vô được dưới này cho đấy chat nhá. Điểm ở dưới là mọi người để ở 90 đi. 1990. Nó test lại cái điểm này. Còn cái hỗ trợ sâu nhất cứ chừa lại đã, hỗ trợ sâu nhất ở 87 cơ. Là của M5 3 phiên trở lại đây đấy. Đó, hỗ trợ sâu nhất chúng ta chưa có đánh gì đấm gì hết, kệ nó. Có hai điểm entry này thôi. Ui giời dương luôn rồi nhưng mà lệnh này vẫn còi quá. Chắc là mình sẽ thêm một lệnh nữa trước đã. Đây, nào hôm qua tối hôm qua thực chiến thì cái tài khoản này Richard rút lệnh có rút tiền còn có 480 mấy đô đúng không? Đánh thì hôm qua nay với ở cái tài khoản này này, đánh cùng với mọi người này. Đó. Bây giờ xuất phát điểm là có 572 U nữa nhá. Tí nữa xem là có lẩu ăn hay không. Đó, xem có lẩu ăn hay không nhá. Khớp lệnh rồi nhá. Mới đang có 0.15 thôi đúng không ạ? Chưa có đâu mà to à. Cứ chờ một tí, cái tí nữa lại lên 0.4, 0.5 bây giờ. Mọi người đã khớp lệnh chưa đây? Đánh nhá. Nào khớp lệnh rồi nhá. 50% vol chiến đây, ai vào sau nào, ai vào sau 50% vol múc lên nhá. Rồi có hai điểm này, 1 2 co nhỏ lại một tí, có mọi người cứ vào đây nhìn thấy ai mà không hiểu gì thì hãy hỏi nhá. Hai điểm. Mục tiêu nhá. Đó. Hay là bây giờ có cần phải ghi rõ là TPSL lên đây cho nhìn nữa không? Thôi đánh mũi tên bây giờ phải nói ít hiểu nhiều đấy. Xanh rồi, 6 u rồi mọi người ạ. À. Nào mọi người đã vào đấy hết chưa? Tham thôi đừng tham quá nhá. À đấy zoom là ghi đi à? À mình xem mình ghi chưa, chắc là ghi bằng à có ghi rồi, ghi bằng phần mềm OBS. Tối hôm qua có ghi nhưng cắp virus thì chắc là mình đóng máy sớm ấy, nó chưa load xong ấy, là thế là video nó không lên được. Khớp lệnh còi. Được 3 u rồi, đi chat đang có 8,75 u rồi. Đấy, thấy chưa? Mà kiếm nồi lẩu nhanh, kiếm cốc cà phê nhanh lắm. Nào, mọi người có thấy không ạ? Đi chat vẽ cả một cái điểm coi như là khớp phát lên luôn này. Đấy. Vẽ thêm cho nó một cái nữa. Thấy chưa? Xanh mướt rồi. Úi dồi ôi, zoom to lên nhìn cho sướng nhá. Đúng là zoom to lên nhìn sướng không? Mọi người thấy không? Cứ vào lệnh nó nhanh như thế này thì sao mà chả không thích cho được, không yêu cho được. 11, 12 đô rồi, 12 đô rồi. Úi dồi ôi. Đấy là volume còi đấy. Mới đưa chan mới vào được có 0.15 thôi. Bảo rồi 10 pip ăn nhanh lắm. Pip ăn nhanh không mà. Có lẽ là mình mua cho cái nữa nhỉ. Cây này bây giờ nó đóng nến M15, đóng nến tăng thì nó lên luôn thì tốt. Đang định ngứa tay muốn nhồi rồi đấy. Ngứa tay muốn nhồi đấy. Nó mà xuống được 90 thì chắc là đây chắc sẽ thêm vài lệnh. 90 ấy. Chứ còn điểm này nó vẫn còn yếu đuối lắm. Yếu đuối lắm. Đây chan nhồi thêm một lệnh nữa này. Thêm một lệnh nữa còn limit chưa cắn kệ nó. 50% vốn tài khoản 500 U mọi người đánh có 0.1 10 pip có 10 U thế được rồi. Chưa nên đi theo cầu tàu siêu tốc theo đây chat thì chưa nên nhá. Anh nào mà gan to luyện theo một thời gian thấy ổn bắt đầu mới đi theo mà chỉ đi theo trong zoom thôi nhá. Phân tích định hướng như thế nào thì mọi người đi theo zoom thôi chứ tự đánh thì chắc không chịu trách nhiệm được đúng không? Lúc đấy có đổ lỗi thì không đổ lỗi được cho ai đâu. 22 u rồi trời ơi nhanh nhờ đấy, 22 đô rồi bây giờ lại hỏi là biểu đồ nó hỏi là có cắt không, chưa cắt, chưa cắt, bây giờ nếu nó vòng xuống đón mọi người thì mình mất nhịp. Người thấy nhanh không nào, nhanh như chảo chớp ấy. Nhưng mọi người thấy chưa? Đây này. 22 U nói sai đâu mà.
Đấy, kịp vào thêm một lệnh, đây là vừa vào xong nhá. Hammer đóng phát chiến luôn. Nha. Thôi để đây để phân tích trên trên này đi cho nó nhanh. Nhanh chân. Cái này thì chắc phải để sang cái góc này. Đấy. Bảo rồi, kiếm tiền nhanh lắm. Học đi chat rồi ra đánh à, ra dung đánh khôn dại tại tay à. À, úi xòe 24 25 đô rồi. Nào mọi người thấy nào, có chè cà phê thuốc lá, có lẩu cô đơn ăn chưa? Đấy, chỉ có nhanh chân nhanh tay thôi, mọi người vào zoom thấy đi học đúng giờ cái thấy sướng không? Đánh nhanh 27 đô rồi. 30 đô là Richard có thể xử được. Không, có thể xử một hoặc hai lệnh, Richard gồng tiếp một lệnh lên chất đỉnh kia. Số cáp là chúng ta cứ thấy đủ tiền là xẻo thôi. À đây, ở đây Richard bật thêm một cái Bollinger Band giữa để cho mọi người nhìn cho sướng nhé. Sau này nếu mà ai đi đăng ký vào lớp học rồi Richard sẽ truyền thụ thêm cho sâu hơn Band nữa. 93 mà đã giật xuống rồi. Trời ơi, mới được có 30 U. 29 U rồi mà đã tụt đầu rồi. Lên tiếp đi. Lên tiếp đi. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Có người được 10 U. Đấy, mọi người kiếm 10 U rồi chúng ta đi làm cả ngày rồi, đúng không? Nhiều khi là lương văn phòng thấp lắm. Lần sau là cứ vào và nhanh chân đi, chat đã nhắn giờ đấy thì cố gắng mà chờ, kể cả chờ một chút cũng được để duyệt zoom cho nó nhanh ấy. Người phải vào sớm mà có 35 đô rồi mọi người ạ. À, nhanh không? Ở khớp lệnh một cái lên luôn mọi người, đếm giờ nhá, tính ra M1 này. Một cây này là cây khớp lệnh, còn 1 2 3 4 5 6, 6 phút thôi là có tiền. Mọi người thấy nhanh không? 6 phút thôi là có tiền. Hiệu quả tư trong bài, trong cái bài toán giải quyết của chúng ta, đặc biệt là khi mà phát triển bản thân ấy, đó là tư duy ngược đúng không? Đó, tư duy ngược là chúng ta đầu tư ở trong trading, đó là đầu tư thời gian rất ít nhưng mà kiếm tiền phải rất là nhanh vào, chứ đừng đầu ra thời đầu tư về nó với quá nhiều thời gian nhưng nó không hiệu quả ấy. Nào bây giờ thì 35 đô 36 đô đi, chat sẽ tẩn bớt nha. Có lẽ nào mình sẽ cắt bớt hay không? Mọi người vào nhanh chân lên nhá. Thôi bây giờ để sang đây để nhìn thấy lúc nào cắt, nó đang giật giật ba mấy xong lại là 29 đô rồi này. Đấy. Nếu mà nó lên được cái đỉnh 95 kia thì ngon luôn. Rồi nó thụt có một cây là 0.3 mà nó thụt có một cây này thôi. Đây là cây M5 nhé, không phải M1 đâu. Nhanh chân mà mọi người à, không kịp à. Nhanh như một cơn gió. Đi chat đã bảo rồi, đánh ấy, bánh với đi chat mà chân không nhanh, người mà chưa đủ người mẫu, chân không dài thì, tay không nhanh mà chân không dài thì thôi rồi. Chạy nhanh vào đánh, cắp bình lướt sóng là phải thế mà, sai một ly là sóng nó cuốn ngay. Ok, xin chào Cao Cường nhé. Mọi người vào nhanh nào. Được một vòng sell bỏ lỡ bài thôi, được một vòng sell đã được. Nào bây giờ nhé, mọi người TP thì cắt tay hay là TP thì tùy mọi người nhé. Nhưng mà Richard sẽ để 494.5 này. Đó là điểm TP này. Được không? Ba mấy đô cắt cũng được rồi. Nhưng mà thôi cứ để TP cho đẹp đã. Biết đâu nó cắn vù phát lên màu xanh mướt cho nó sướng. Đấy. Màu xanh mướt thì cho nó sướng. Đấy gọi là mấy chục u rồi không cắt để nó ngoi lên đúng không? Để nó ngoi lên mất. Anh Khoa đã TP rồi à? TP ở bên giữa à? Chạy sớm thế, làm của mình mấy chục đô nó rụt chân. Đúng là có những người ra lệnh như này không thành đồng đội rồi, ra lệnh sớm quá. Ra lệnh sớm quá. Nó
có một cái cây doji này là hơi bị xấu tính nhá. Cây doji là hơi bị xấu tính đấy. Lên bên giữa ấy. Đây mình đặt sang M1 để nhìn cho nó sướng ấy đã. Là mấy chục u của mình đã bị rụt đầu rồi. Mọi người thì tầm cứ 10 pip trở lên là mọi người làm một lượn một vòng thoải mái nhá. Xem nào. Mới được có 19 pip đúng không? Thì cắt đầu cắt đuôi thì mọi người được cứ gọi cho khoảng 15 pip. Là có 15 u, 0.1 là có 15 u nhá. Mình lại tham nhịp này tham rồi, mất thêm mất một nhịp rồi. Nếu mà cắt là Richard sẽ vào mua tiếp được đấy. Thôi kệ nó đã. Nó sẽ vòng cấu trúc ở đây nhá, khi mà xuống đến cái khung M1 ấy. Nào bây giờ xuống khung M1 này thì có thể là cái nhịp này này nó sẽ đi, nếu mà nó test như này. Đó, thì nó sẽ đặt TP ở đây. Hiểu không ạ? Tức là nó quay lại một vòng nữa, nếu như ai mà vào sau có khi là Richard vẫn để lệnh đây để chờ đợi đấy. Hiểu không? Chờ đợi những người vào sau vẫn còn cơ hội. Nha. Vậy còn có 10 u, 3 bẫu 37 u không cắt. À, chờ đi. Mà Richard sẽ chờ cái nhịp này. Đúng không? M5 thôi mà khoai chốt lời cái đã rụt cẳng rồi. Nhưng mà Richard sẽ đợi trên khung giờ M15 để làm gì ạ? Nó lên được cái band trên này. Nha, để lên được cái band trên này. Ở đây là nó hồi được một nửa đấy, 50%. Theo lý thuyết thì hồi 50% xong nó lên là đẹp nhất. Đấy, lý thuyết rồi là 50% thì lên luôn thì đẹp nhất, xuống đây lên luôn. Thì TP nó còn TP cho nữa mới là đẹp. Rồi ok lại, Richard cứ ngồi chờ vậy. Cơm không ăn thì gạo còn đó. Nó đi xuống rồi lại đi lên. Hôm qua nó đi không sai nhịp nào luôn. Tối qua mình đã bảo đi ngủ rồi mà vẫn ăn thêm được mấy vòng nữa. Cái tài khoản to ấy, ăn thêm mấy vòng. Hôm qua để vác cái tài khoản to bởi vì nó đi hiền hòa thì vác ra đánh. Liều thật. Nhưng gọi là quá liều. Đấy, đây là chính thức là nhịn ăn này này. Đấy, đợi mọi người một cái là nhịn ăn này. Người ta gọi là vẫn còn cơ hội cho mọi người đấy. Những người vào sau ấy. Ai lúc đấy là cắt được vòng đấy là ngon luôn rồi đúng không? Mười mấy pip trong vòng có mấy phút thôi. Nào những ai vào sau nào vào 50% nhá, 50% vol entry, đây chính là cái vùng mà lúc đấy chat cho mọi người mua này. Quất nhá. 50% những cho dành cho những người vào sau cơ hội. Còn lại này. Đây. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Nó mình phân tích ở trên đây cơ. Đây. Còn lại là để 50% gì ở dưới này nhá. 50% vol ở dưới này. Người nhớ chưa? Đây là những người vào sau mà chưa được nghe phân tích với lại vùng giá nhá. À, lúc đấy ai chạy thì ngon chân rồi. Chắc là chân ngắn quá, hôm nay chân ngắn quá chưa kịp chạy, ba mấy đô không chạy cái là nó xuống quay lại đón tàu mọi người. Đó, mình mới đang có 0.3. Có lẽ nào vào cùng thêm với mọi người một cái nữa để cho nó đấy, cho nó rủi ro đúng không? Cho nó rủi ro cao hơn mình thêm lệnh nữa cùng với những người mở nào giờ mới vào nhá. Ok chưa mọi người, những người mới vào vào lệnh chưa? Gọi là nhanh còn kịp đấy. Đấy này vào phát này. Kiếm ly cà phê có 3 u cái lệnh đấy rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Đúng là cơ hội đón mọi người chưa?
lại qua lại còn ăn được vòng nữa rồi. Cái người chuột bạch ở đây còn một đống lệnh còn đang không sợ đúng không? Vào cơ hội đấy, bảo rồi, cơ hội đi theo cái nhịp này là đón mọi người đấy. Rồi đi chat xem cái video YouTube hôm nay up được lên chưa. Khổ ghê. Hôm qua mình up xong cái video live stream Zoom ấy, sau đó là chắc là nó có lỗi gì đấy nó không lên được. Nó phí lên lại cái đỉnh kia là sẽ cắt được lệnh ngon lành luôn. Anh Khoa để TP chẵn là 94 à? À, mình để ở 94 chấm mấy kìa, chấm 5. Lúc nãy nhắc mọi người 94 chấm 5 là ăn tham hơn là cứ phải lên đấy đúng không? Nhưng mà ăn tham không bằng mọi người ăn hai vòng. Ăn hai vòng thì là chạy nhanh hơn đúng không? Hai vòng chạy nhanh hơn mà đạt được target có khi còn ngon hơn là gồng lên tận 94. Thêm có khoảng một giá nữa. Đấy. Mà mọi người lại còn chiến được hai vòng, trời ơi ngon thế không biết được. Mình lúc ấy mà ra rồi thì vừa xong lại có thêm được khoảng 0.3 lót nữa thì thơm nữa. Đang bật xuống tận M1 mà nhìn nó mới chạy như này, nhưng M5 thì líu dí mà. M5 thì có đang nhỏ xíu.
Thầy vẫn đẻ thấp hơn em 5 pip thì đẻ 95 đúng không? Ở đúng cái đỉnh của đỉnh cái gì? Tham vừa thôi, tham quá. Nhớ cái bài học là gì? Đáng 10 chỉ ăn 7 ăn 8 thôi chưa? Đằng này lại muốn xơi cả tận gốc đúng không? Quánh tận ngọn. Không chơi được. Đáng 10 chỉ ăn 7 ăn 8 thôi. Nhớ cái bài học đấy chưa? Không bao giờ sai đâu. Lại còn thầy đáp ơn em 5 tiếp ấy. Hôm qua bạn này bạn ăn một lót đau, hôm qua mọi người có nhớ là bạn này bạn ấy bảo là đánh một lót thì như nào nhỉ, chia đúng không, lỗ thì thầy đền, bây giờ lãi thì chia, hôm qua TP đạt đúng như là đúng đích rồi, giờ này chia tiền đi nhá. Chia tiền. Chia cà phê Dubai à? À, ngủ sau một đêm dễ quên lắm. À, cứ ngủ sau một đêm là nhiều người quên đấy. Thầy bảo em không nhớ gì đâu. Chết rồi. Đấy, vừa xong có ba mấy u rồi, lại cứ dần dần dần. Có lẽ nào mình cắt có một tí xíu ấy. Lệnh đâu có nhiều đâu, có không mình như vào khoảng 0.4 rồi đấy. Tức là mình nhồi không phải nhồi thấp mà nhồi cao ấy. Cái nhận này nhờ lệnh nhồi cao nhất này. Chứng tỏ là cái video hôm qua mình up nó bị lỗi. Thảo nào mà nó không lên được. Hôm qua mình up nó bị lỗi. Ngày nào cũng livestream, ngày nào cũng có phở ăn có tiền, nhưng mà có những hôm thì quên không up video hoặc là không ghi hình thì thôi chịu.
Hôm qua có ghi mà up lên rồi mà không được, chắc là phải xóa cái đấy đi. Hôm qua mình tải nó bị lỗi. Bởi vì là cũng có những cái lúc mà đấy chat trên Zoom ấy tương tác và chia sẻ cho mọi người rất nhiều những cái gọi là kiến thức cũng khá là quan trọng. Cho nên là để lại nó cũng tốt. Cũng có những thứ mà đâu phải là mình chia sẻ đi chia sẻ lại được đâu, nó quên mất. Kiểu là nói trước quên sau ấy. Rền dữ quá nhỉ. À, nó cứ lên đến đây nhưng mà mấy chục u xong nó lại nhò nhò xuống. Có lẽ nó bảo lên chat đây cắt đi. Mà cứ cắt đi thì thuyền nó nhẹ hay sao ấy. Bạn nào mà lúc nãy mà vào sau vào cùng với chat được cái lệnh kia là có đây này, 12 đô chín rồi này đúng không? Ngon rồi đấy. Kiếm được nồi lẩu rồi, muốn cắt là tự xử nha, cứ trên 10 pip là thoải mái mà cắt. Chạy còn nhanh hơn cả đi chat miễn là có tiền nhá. Đấy, 13 u này, nhanh không? Đó, mấy người vào sau là vẫn có được kèo ngon đón mọi người. Thế là thơm rồi đúng không? Quá may mắn rồi. Rồi, 40 đô rồi, chuẩn bị xử bớt đây, đi chat đã xử bớt nhá, kiếm tiền ăn sáng đã. 1. Đấy, xử bớt kiếm tiền ăn sáng đã. Hôm nay bước chân bước đúng chân ra đường à. Cho nên là vào cái là ăn luôn đúng không? Còn có 11 u này chẳng nghĩa lại cắt phát xong rồi chờ nhịp nữa nhỉ, xem nào để Richard sẽ nhìn M5 đã xem có cắt không. M5 bây giờ là 9:09 tức là nó sang cây nến mới rồi. Richard sẽ view một chút đi. Đấy, Ngô Hường đi ra ngoài rồi lại đi đâu đi trốn đi đâu bây giờ mới lại vào. Có lẽ nào nó cho mình một vòng nữa đấy. Nhưng mà mình không cắt chưa cắt hết cái lệnh này, thôi được rồi, kệ nó đã. Mới cắt hai lệnh kia thôi mà. Mới cắt có hai lệnh kia thôi. Xem nào, 596 u rồi. Nó xuống thì mua cho nó phát nữa nhá. Rồi. Kéo nó sang một bên đã. Đấy. Anh Khoa té được mấy vòng rồi, mình mới té được có một lượt. Đấy, có nhiều người là chân rất dài và chạy rất là nhanh, đúng không? Nhưng mà ăn chi ăn như thế mới là ngon đấy.
Từ sáng giờ mình mới loanh quanh cái tài khoản này mới được có 41 đô. Được 41 đô bỏ rẻ. 41 đô cắt hết lệnh thì chắc là được hơn 50 u rồi. Để bớt lại hai lệnh kia để cho nó bay sướng, lên đúng TP cho nó sướng. Được 12 đô nữa rồi. Lên đi nào, đang muốn nhồi chốc lệnh nữa, vượt cái đỉnh này là chắc sẽ nhồi thêm lệnh nữa đấy. Rõ ràng là vừa cắt rồi nhưng mà vẫn tham thêm phát nữa. WeChat không sell về chỉ buy. Mình đang thị trường đang lướt sóng M khung M1, ăn được con sóng nào chúng ta phải ăn chứ. Trời ơi. Đúng, mọi người không nhận không? Bao giờ đạt được sóng buy thì đạt được sóng sell thì chúng ta mới sell chứ. Sóng lồng trong sóng đúng không? Trong con sóng to thì có con sóng nhỏ, mà trong con sóng nhỏ thì mình đi xuống con sóng M1 là con sóng nhỏ xíu xíu rồi. Nhỏ nhất rồi. Đang có 13 đô nữa thì chắc sẽ xử phát này. Nhìn này mọi người nhìn nhá. Bắt đầu bowling cho bé nó bắt đầu nó ngóc mở lên này. Đấy, nó làm cho một hai cây vèo lên. Rồi ôi, chat còn chưa cắt lệnh đã bảo quay lại đón em. Nhìn thấy bé nó đang mở chưa? Không, nó vượt cái đỉnh này bây giờ mới thơm được. Mọi người mới được ăn coi như là cái kèo gọi là ăn cả cây mía nó như thế nào đúng không? Đón cái gì, lúc nãy xuống đến hai vòng đón rồi còn gì nữa. À, lúc đấy thì chat đã phân tích ở từ ở cái đoạn này là mà nó sẽ xuống vòng đây để đón mọi người rồi đúng không, thì những người vào sau là có cơ hội đón lên tàu ngon rồi còn gì nữa. À, những người cắt rồi thì được vòng nữa, chat mới được có một vòng thôi, chả bỏ một vòng đấy là còn chưa cắt hết đấy. Bây giờ mới đang có 13 14 đô rồi, cắt nốt để cho nó nhẹ thuyền cho nó vọt nha. 15 đô 16 đô rồi. Nào đây, chắc cắt nốt này. Xong rồi. Rồi đã xử xong. Đây đã xử xong lệnh, coi như là ít nhất là buổi sáng nay là có tiền ăn rồi, không phải đi ăn mì tôm rồi. Nha, đã cắt rồi nha. Không ý kiến gì nữa nha, không ý ơi, đã xử hết rồi nha. Xong kèo rồi đúng không? Được có 55 đô thôi, tổng được có 55 đô thôi. À, từ sáng giờ đấy. Có tiền nộp tô rồi mọi người ạ. Bây giờ đi chat cắt xong bắt đầu nó nhẹ thuyền, bắt đầu nó mới bay này. Nào bây giờ những ai muốn đánh một cái lệnh gọi là rủi ro phần trăm là entry cao hơn, đặt ở 92.5 đi. Ở band giữa này nhá. Bowling cái band giữa. Band giữa của M1 đấy. Nào đi chat sẽ làm phát 0.1 lot ở đấy. Còn một lệnh nữa thì đặt ở dưới 91.7, tức là cái đáy lúc nãy. Xong. Nha. Đây là cái kèo này là kèo đón đón Ngô Hưởng, nhưng đón những ai lại tiếp tục muốn vòng 3 nhá. Cắt rồi đúng không? Có 55 u, mấy chục u là xong rồi đã. Bây giờ từ sáng giờ mới được có mấy năm mấy u ấy thôi. Bây giờ chờ đợi vòng này nữa. Hy vọng là ăn được. Hy vọng là ăn được nhịp này. Hy vọng nó xuống để đón tàu nhá. Thấy chưa mọi người, thấy không? Đấy, chứng tỏ là mình ra lệnh là nó bảo là không tham cũng đúng đấy. Lẽ ra ăn được mấy vòng rồi đúng không? Như thế là được rồi. Nào chuẩn bị khớp lệnh gần nhất rồi. Cộng với một lệnh đặt ra đáy nhá. Bảo nó khớp đi chứ đừng có kiểu chưa xuống khớp lệnh đã rụt chân đâu. Mình đang đặt cái lệnh đấy là 192.58, chắc là kiểu gì chả khớp. 192.58 đấy. Để tí nữa nếu mà nó có cắn thì cùng cắn như nhau. Tức là mình được bao nhiêu tiền thì các bạn cũng được bấy nhiêu, mà mình bị âm bao nhiêu các bạn được bấy nhiêu, nếu mà đúng số luôn đấy.
Có lại người lại bảo khớp, người bảo không, đúng không? Người bảo được bằng này bằng kia là không đúng. Bởi vì khi đã cùng một cái tài khoản zero space rồi, khi mà cùng sàn rồi, cùng một cái điểm đánh thì không thể nào sai được. Còn nó lệch nhau thì khi tí nữa chúng ta cắt tay có thể lệch nhau một chút tiền đấy thôi, hoặc có người cắt sớm hơn, có người cắt gồng ác hơn thôi. Rồi nó nhăm nhe chuẩn bị khớp lệnh rồi. Lúc nào khớp là chắc chắn là mọi người cũng sẽ khớp rồi, đi chat khớp thì mọi người cũng sẽ khớp rồi. 92.58 còn có mấy point nữa thôi. Cắn bây giờ mà. Đây gọi là làm vòng nữa đấy. Đấy, bây giờ Ngô Hường muốn đón thì giờ nó đón đấy. Dám uýnh hay không? Hay lại là rụt tay vào. Chạm rồi nhưng mà chưa cắn, chờ tí xíu. Rồi, đã cắn lệnh nhá. Mọi người nếu mà theo cái lệnh này thì đã cắn chưa? Còn một vôn nữa để ở dưới đáy nhá, dưới cái đáy 91.7. Nó cắn luôn ở đây, nó lên luôn cũng được. Thế cũng có xe này. Mình đánh cái lệnh này có 0.1 rồi. Đang âm 2,2 u rồi. Cắn bằng cơm số 68 à? Làm vòng kiếm tiền nữa đủ doanh thu cho cả ngày đi cày rồi đúng không? Tí nữa thì vẫn đi làm bình thường. Quay đủ target ngày rồi. Ôi dồi ôi, vừa làm việc vừa đeo tai nghe. Oánh Forex thì tập trung, sếp thì tưởng mình làm việc chăm chỉ. Lộ hết rồi nha. Video này up lên là sếp đọc được hết. Sếp bảo là sếp biết rồi nha. Nào bây giờ cái lệnh của mình nó lại bắt đầu xanh rồi. Sướng nha, bắt đầu xanh rồi nhưng mà mới được có 0.1 lót thôi. Thôi quả này 0.1 thì cũng kệ nó. Không chấm một thì cũng kệ nó.
Nó cho xanh rồi nó lại cứ lò dò. Có lẽ nào nó bảo là phải thêm một lệnh nữa thì nó mới lên không? Nhưng mà ở khung M5 ấy thì có lẽ là M5 nó sẽ còn xuống được cái vùng 90. Cho nên là lệnh này là loanh quanh là chúng ta sẽ té sớm thôi. Mọi người nha. Lệnh mua này kể cả là mua được ở một cái điểm đáy đấy một lần nữa đấy. Nhưng mà sau cái vòng này thì chúng ta lại sell, khả năng là nó khó lên được cái điểm 95 thì chúng ta sẽ sell quanh cái vùng 93.5 này, cái vùng đỉnh vừa xong ấy. Thì chúng ta lướt xuống. Bởi vì bây giờ là 9:22 rồi. À, sắp đóng cây nến M30 rồi, để xem đóng cái cây nến này như nào thì chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định cho nó chuẩn nha. Nhưng mà sau cái nhịp này chúng ta bán lại. Đúng không? Lúc nào mà thường là nó đi đủ vôn đấy, mà chúng ta ở trong một cái biên độ nó hẹp thôi, tầm 10 pip hoặc là 20 pip thôi, mà nó đi đủ vôn sau nó tăng lên hoặc là nó giảm theo đúng cái mục tiêu của chúng ta thì cái target nó mới là lớn. Chứ còn nếu mà đi được nửa vôn thôi thì bình thường, đi được một nửa vôn nó phải đi đạt được đúng biên độ thì nó mới ăn, chứ còn nó không đạt được đúng đủ biên độ thì ăn nó chưa được nhiều đâu. Rồi, khả năng là nó đang âm 3,9 U, nó muốn quay lại, nó cắn nốt cái lệnh của mình rồi. Chuẩn bị đi, chat sẽ cho nó thêm một lệnh nữa để cho nó âu yếm. Bởi vì sắp đóng nến nên nó lò dò, nó kéo cây nến xuống mà. Kiểu gì cũng được thêm một vòng nữa. Chat mới được một vòng, kiểu gì thêm được vòng nữa.
xe gì xanh mướt rồi à? À, xe nào? Cạc gì đúng không? Mình đang bị ho quá. Hôm qua mấy cái cặp hôm qua EZ cho mọi người chiến lược hơi bị ngọt đúng không? Ui giời. Vùng bán cạc gì là hơi bị đẹp luôn đấy. Nhưng mà bây giờ quay sang cậu vàng thế nào đi chát nhồi thêm được một lệnh để 0.1 V bé quá. 0.1 V bé quá. Ơ, chưa khớp không ạ? Cái lệnh 92 chưa khớp. Trời ơi. 92.01 không khớp, bây giờ quay xuống khớp lệnh đi xong rồi đi. Cậu vàng ơi. Mọi người nhìn thấy cái khung giờ M30 chưa? Nó hammer và như này là sau cái kèo này là chúng ta đổi view nhá. Tất nhiên là vẫn còn cơ hội ăn được nhưng mà chúng ta sẽ đổi view bởi vì Bollinger Band thì nó đang sideways đúng không? Đi ngang thẳng tưng rồi. Đi ngang thẳng tưng rồi, không có gì phải ngại. Ăn hết cái sóng đi ngang này xong rồi. Xong là muốn đi đâu thì đi. Vẽ nuôi ra đây tí để còn nhìn nến chứ. Phân tích chắc là nó không cắn cái lệnh của mình, không cắn cái lệnh của mình rồi thôi thì cứ nhỏ nhoi với cái lệnh 0.1 đấy. Mọi người đã xanh hết chưa nhỉ? Xanh rồi đúng không? Bắt đầu xanh rồi, sắp có cà phê rồi đấy nhá, sắp có cà phê rồi đấy. Bây giờ phải chuột bạch làm cho nó mấy lệnh thì nó mới lên được. Để chat sẽ mua tiếp một lệnh nữa để cho nó lên đấy. Ăn nhanh rồi bởi vì là ăn ít quá chả bỏ. Mình để một cái lệnh ở 92.1992.01 đặt bằng tay bo ấy, nó không khớp à, chắc là thiếu độ khoảng 2-3 pip gì đấy, thế là nó nhoi lên rồi. Chín giờ 31 rồi, 15 phút nữa. Hôm nay thì xem là cố gắng đến 10 giờ đi nhỉ. Hôm nay cố gắng đến 10 giờ chúng ta nghỉ nhá. 30 phút nữa. 30 phút nữa.
nó say xuôi mình nhăn răng lệnh nhưng mà nghiện rồi mà nó chưa có cắn. Tí nữa nếu mà nó lên được rồi thì sẽ không coi nhà. Đây, tí nữa mà nó lên được rồi Richard sẽ xóa cái lệnh limit đi đi. Rằng những con nghiện mà nó vẫn còn không thèm cắn. Chê mọi người ạ. Dạo này cậu như kiểu là thấy mình đánh bé bé quá, nó chê lệnh. Đây nha, đặt lệnh này không khớp nha, vừa xong đặt tiếp cái lệnh này để chờ nó xuống cho nó không khớp thôi bỏ. Tí nữa nếu mà nó lên luôn thì bỏ nốt mấy cái lệnh này đi. Không cắn đấy thôi, chê thôi. Chê thì bỏ luôn. Sau ăn cái nhịp này bỏ. Đây là M1 nhá, đây chat đang view cho M1 cho mọi người nhìn đấy. Làm vòng này nữa là ngon. Vòng này nữa là ngon. Thôi vòng này bây giờ nó phải đi mạnh mẽ lên chứ còn nó đi như này. Lần này lên nó phá đỉnh nha, phá luôn cái điểm 93.5 kia thì nó mới ngọt ngào được. Một. Không, nếu như mọi người vào vôn có cái gì có 0.1 thôi thì mọi người thấy không, mới được có 5 đô. Nào bây giờ này, thì chat sẽ làm thêm một lệnh nữa để cho nó xem nào. Chả nhẽ lại vào bằng tay mua cho nó lệnh nữa nhỉ. Thôi 0.2 thôi. Điểm này mua à, trừ khi nó break cái đỉnh này thì mới mua. Phá cái đỉnh này mới mua. Rồi, đóng cây nến M5 đẹp đấy. Có lẽ nào mình sẽ mua thêm cho nó một lệnh nữa. Dắt kéo cái này sang đây để phân tích trên TradingView nhá. Đây là vòng 2, volume quá 0.2 thôi, nhẹ nhàng quá. Lại có thêm 12 đô nữa. Mọi người thì có hơn 7 U nữa rồi đúng không? Lên đi. Chuột bạch cho lên cái mình Richard nhồi thêm một lệnh nữa rồi đấy để chuột bạch cho lên đấy. Tí nữa có 10 U là mọi người lại có thể tự xử, cứ từ 10 pip trở lên là hoàn toàn tự xử được nha. Đó, đúng quay là chất scalping là chúng ta phải nhanh chân rồi. Mọi người đi được mấy vòng rồi Richard, bây giờ mới đang vòng 2 thôi. Mới đang vòng thứ 2 rồi. Pha này lên đỉnh luôn à? Mà Nam mọi người có đẩy nó lên đỉnh đi nào, cho lên đỉnh được không đây? Hôm sáng hôm nay có ít người nhờ, sáng nay có 50 mấy người vào thôi. Rồi 50 mấy người kiếm được tiền là được rồi. Kiên vòng 3 rồi. Bây giờ mỗi một giả sử như tài khoản bằng nhau, mỗi người 500 U, mỗi người ăn 2-3 vòng, mỗi vòng 10 pip là có 30 đô chẳng hạn. 30 đô một vòng nhân lên nhiều tiền phết đấy chứ. Giống kiểu là kiếm tiền đi lao động công ích như ngày xưa, là kiếm tiền xong nó bỏ chung vào một hũ là hơi bị nhiều đấy. Lao động chủ nghĩa xã hội ấy. Hơi bị giàu đúng không? Mỗi người 30 u, 50 người nhân lên nhiều tết đấy. Mình nhồi được một lệnh nữa thì đang có tổng 17 U rồi. Nào nó phi qua mốc 20 đi mới sướng được. Đang ở cái đỉnh M1 lúc nãy này, 1 2 3 rồi. Phá luôn cái đỉnh này thì đóng cửa cái cây nến này trên bên giữa là nó đi lên được nha. Đấy, chúng ta làm vòng cuối này rồi. Chốt lời cho nó ngon. Cái lệnh dưới kia thì đang có 8,8 đô rồi.
Từ giờ đến tầm 10 giờ 10 rưỡi là khả năng nó sẽ lên, nó lên lại vùng 95 thậm chí là 97 nữa thì thôi càng kinh khủng. Thì đến lúc ấy chúng ta lại có view bán đẹp gì đâu, mong nó lên để có điểm mà bán. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Lúc ấy mình không nhồi lệnh thấp mà mình lại nhồi lệnh trên cao, nhưng nhồi lệnh trên thấp thì giờ chắc lại béo mũm rồi. Nhồi lệnh dương, mình nhồi lệnh dương chứ không phải nhồi lệnh âm, cho nên là bắt buộc phải nhồi cả giá cao hơn. Đang có 28 U nữa rồi mọi người ạ. Nào, cái lệnh theo thì nếu mọi người vào 1V 0.1 thôi cũng có 12 đô rồi đúng không? Nha, bây giờ là nhắc luôn là tùy chạy chạy nha, cứ trên 10 pip tùy chạy. Đúng không? 3 vòng, mỗi vòng 10 U là ngon rồi. Nhưng chắc chắn là không có câu chuyện 10 u đâu, ăn dần tham hơn thôi. Vòng này thì chắc mới đang có 25 đô, hiện tại đang 25 đô. Xem nào, nó tăng lên đỉnh nó TP đi nào. Mình đang để TP ở 94.6. Vòng này để 94.6 ấy. 194.6. Đã cắn đến giờ mà. Chín giờ 39, hy vọng 9 giờ 45 nó cắn lệnh luôn thì đẹp. 9 giờ 45 nhìn cây M15 nhé. Cây M15, cây này với là đang cây nến đóng xuyên band của M15 đấy, thì đến 10 giờ khả năng là kiểu gì nó cũng có được lệnh ở vùng 95 chúng ta bán. Nào limit bây giờ nhá, ăn ăn buy không tí nữa lại ăn sell phát nữa thì mọi người đặt 95 phát nhá. Nửa vôn đặt ở 95 thôi, tức là 0.1 lot đấy. Để ở 95 nhá. Sell limit. Chưa cắt buy đâu nhưng mà cứ đặt sell đi để mời gọi cậu lên để còn cắt buy chứ. Mời cậu lên để cần cắt buy. Nào chốt lệnh sớm thế để nó giật xuống kìa. Nào chốt lệnh sớm thế. Chưa gì đã chạy. Nó là một cái cây nến đang phi qua bên giữa nên gọi là nó gặp cản đấy, đang muốn để bắt đầu bị đẩy xuống ấy, nhưng mà lòng vòng ở đây một tí là nó lên bây giờ mà. Nó lên nó đón chúng ta sell nhé, cái kiểu mà sell xong bắt đầu là chờ sell xong bắt đầu nó lại dấn lên mấy chục pip nữa bắt đầu lúc ấy run rồi đấy sợ. Nhưng mọi người thấy là trong Zoom mà khi đi chat đánh có bao giờ run đâu đúng không? Mọi người vào Zoom bây giờ có đỡ run không? Hay là ban đầu thì run bây giờ hết run rồi? Giờ còn ai đánh thấy sợ nữa không? Cảm giác vẫn còn sợ không? Giá mà còn sợ thì nói chuyện gì nữa đúng không? Không bao giờ được sợ. Mọi người đã thấy là kể cả cái tài khoản nó không cần lớn đâu, nhưng mà nếu như mà biết được mà chúng ta căn cứ vào thời gian với khung giờ đều đặn thôi, mỗi ngày chỉ cần đều đặn hàng ngày thôi, mỗi ngày kiếm mấy chục u thế là ngon rồi. Đủ lương thôi, mình tạo ra Zoom đủ lương thôi. Đủ lương cho mọi người.
mỗi ngày tầm tầm lấy tiền cứ đều đặn ngày nào cũng thế. Ban đầu mọi người vào ấy, có những người mới chưa hiểu cái cách giao dịch hoặc cả chưa hiểu quản trị vốn thì cái hôm qua thì chat đã hướng dẫn rồi đúng không? Và có một cái link feedback cho mọi người đấy, mọi người nhớ là mọi người nhớ là đăng cái link mà mọi người feedback lại nha, mọi người comment vào đấy. Và những ai mà khi mà theo Zoom ấy mà kiến thức nó còn quá yếu hay như thế nào thì có số điện thoại của Linh Chi hay của Ly Chat rồi, mọi người có thể để lại những cái comment đấy thì mình biết để mà hỗ trợ cho mọi người, đúng không? Những cái thời gian rảnh mình có thể sắp xếp được một cái lớp hoặc là một cái buổi training nào đấy cho mọi người, những người mới mà muốn theo Zoom ấy thì mình sẽ sắp xếp tầm khoảng tiếng 2 tiếng chẳng hạn để chia sẻ cho mọi người. Tức là chúng ta thiếu cái gì, chúng ta cần cái gì thì phải lên tiếng, đúng không? Đằng này cứ ngồi im thì chịu thôi, ai biết đâu mà tương tác cho mọi người được. Cái gì mình cũng phải vẽ với dân sẵn đây thì không 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 mình cũng không làm được cái điều đấy hoàn toàn là trọn vẹn được. Mọi người cảm thấy thiếu cái gì, cần cái gì đấy chẳng hạn thì nơi chat mà đội ngũ có thể hỗ trợ được thì là hỗ trợ hết mình. Quang tài khoản 200 u mà có được 30 u đấy, có 200 u còn có được 30 u chứ nói là đến 500 đúng không? Mình chỉ một cái đưa ra một cái lời khuyên đó là cái volume. Với tài khoản 500 u là 0.2 lot thì đi vôn nửa vôn là chỉ 0.1 thôi. Bởi vì ít nhất là 0.1 lot thì mọi người 10 pip mới có được 10 u, chứ còn đánh nhỏ quá không có tiền đánh làm gì. Nhưng mà như mình thì có thể 0.4, 0.5 một lot, hai lot đúng không? Nhưng mọi người thì không thể đú theo như thế được, mà hãy luyện cho nó thật tuyệt vời đi đã rồi sau này nâng vôn sau. Mình đang có lúc đấy được 27, 28 đô, bây giờ cứ loanh quanh 24 đô. Có lẽ nào tùng xẻo bây giờ chứ lại không. Đóng nến M15 rồi đấy, một cây nhấn chìm tăng hơi bị đẹp luôn này. Lên đi, lên đi, lên đi. Thổi cho nó lên mạnh lên nhá. Bây giờ là có tiền hết rồi, đừng bảo là không có tiền nhá, tùy cắt. Ok chưa? Nào mọi người có đồng ý không? Bây giờ không phải là thị trường không cho tiền, không phải là những cái lệnh vào mà không có lãi nữa nhá. Người ta đang có 26 u nữa rồi. Có lẽ nào cắt bớt không nhỉ? Làm vòng nữa đi cho nó nhanh. Nào đi chắc cắt 29 u rồi. Với lò dò cắt thì nó lên cho một cây M15. Bây giờ là 9 giờ 45 rồi. Mọi người thấy công nhận nào đi chắc bấm giờ là 9 giờ 45 là đẹp chưa? Lên 10 giờ luôn này. Ui, 10 giờ luôn kìa, nó tăng luôn kìa. 10 giờ là TP luôn bây giờ mà. 37 đô rồi. Cầm con chuột nó bảo từ từ thôi. TP bây giờ mà ông từ từ thôi, TP bây giờ đâm ra là cuối cùng là chưa cắt. Cầm con chuột cái nó bảo từ từ đây, ngày nào Zoom cũng bấm giờ, bây giờ bấm giờ tiếp này đấy, thấy chưa? Úi dồi ôi, nó bảo là ba mấy u 37 đô có cắt không. TP nha, mọi người đẩy lên cho nó TP đi nhá, cho nó có màu xanh tí. Đấy, bây giờ mới được một vòng nữa, mọi người mấy vòng nữa. Chân bây giờ mới được vòng nữa, chưa cắt. Bao giờ cắt và rút tiền mới là tiền của mình nhá. Rút tiền về xong lại còn phải tiêu đi rồi cơ, chứ còn chưa tiêu thì chưa phải tiền của mình. Trời ơi, mới chín mới sang cây nến nữa mà ông nào cũng đã bán xuống thế kia, ba mấy đô của tôi đâu rồi. Đấy, đấy, đúng là mọi người ra hết lệnh rồi có khác. Mọi người ra lệnh rồi à? Lệch hết cả cung lẫn cầu rồi. Lệch hết cả cung lẫn cầu rồi, ba mấy đô chưa cắt là lệch hết cả cung lẫn cầu rồi. Co chân lên đi nào. 10 giờ. Lên đi. Có xuống nữa là lại bị mua tiếp đấy. Xuống nữa là lại bị mua tiếp đấy, đừng có xuống.
Khoa TP94 thì chả cắn rồi, mà TP sớm quá đâm ra là nó tụt hết cả cảm xúc rồi, nó tụt luôn. Đó, mọi người cờ lâu cái tụt luôn đúng không ạ? Kinh nhờ. Thì chat đang đặt thêm mồi cho một lệnh chim mồi mua ở 93 kìa. 37 đô chưa cắt đâu nhưng mà mua thêm cho một lệnh nữa. Cắn xong mà nó xuống luôn thì vòng này lại bảo là đấy cho ba mấy đô không ăn còn tham cái gì đúng không? Tí nữa cắt cả thể. Đã vào đường tham quá, tí nữa cắt cả thể. Tiếp đi. Một hai ba 0.4 lót rồi nào. Nếu mà nó đi theo đúng cái kênh kia thì chat sẽ ra lệnh nha, đi theo đúng cái đường kênh nhỏ của M1 đây này. Mọi người nhìn thấy cấu trúc đỉnh cao dần rồi đúng không? À, đỉnh cao dần và đáy cao dần rồi đúng không? Đấy, đỉnh cao dần và đáy cao dần rồi thì nhịp này mình sẽ kéo về đây đi. Khả năng là về điểm này thôi. Phi lên cái là xong. Wow. Phát nữa đi, lên vòng nữa xem nào. Vòng nữa rồi ạ. Làm nhịp này nữa thôi. Nghỉ 10 giờ, khả năng 10 giờ đến 10 giờ 15 là xong hết cái con sóng này. Đang đợi một cái view bán xuống nhưng mà chưa lên khớp, đặt ở 95 thì cứ đặt đi 94.8 này, làm cho một hai lệnh rồi. Đặt ở cái đỉnh nha. Khả năng đi chat sẽ đánh khoảng 0.3 lot gì đấy. 0.3 lot. Đấy, 1 2 3 lệnh. Rồi, giải đây là M1 mà. Giải ba lệnh vứt đấy. Cắn hay không thì chưa biết bởi vì bây giờ nó phải ra được bốn cái lệnh này đã. Đúng là mọi người ra lệnh xong cái là nó tụt ngay được. Mạnh mẽ lên, đi đúng đường kênh trend rồi đấy mọi người thấy không? Đi đúng đường kênh trend rồi đấy. Chứng tỏ là nó cũng nhìn thấy hình vẽ của mình ấy chứ nhỉ? Lên đi. Mọi người đang có vòng nữa à, vào nữa rồi. Bây giờ phải bảo là nó TP đi, chứ còn nó chưa TP thì chưa thơm được. TP đi cho thơm kèo cái. 9:52 rồi, còn 8 phút nữa đóng nến thôi. Lên đi nào. Nhìn thấy cái cây M1 nhấn chìm giảm kia xấu nhờ. Không, mình cũng lò dò sờ lệnh chuẩn bị cắt thế mà nó tụt luôn được. Thế mà nó tụt luôn được. Kinh điển quá đi mất thôi. Mình đã có bỏ qua một cái key quan trọng ở đây. Bỏ qua một cái key quan trọng ở đây đó là nó có thể gối nến thì nó mới lên. Chạm cả Bollinger Band giữa trên của M5 thảo nào nó tụt. GZ sell không á? Nào, Richard sẽ xem GZ này. Kéo cái này ra đi.
lại nhìn thấy con rơi con vãi gì đấy hay là nhìn thấy gì mà lại gì sao không, cái này đáng đánh vàng một núi vàng nữa rồi. Nhìn thấy cây M15 này đỏ loam, ôi gối đủ nến rồi, đủ sóng rồi, lên đi. GBP GPI à, 187.3. M15 thì điểm sell này không đẹp, chắc là limit ở trên 187.55 gì đấy. Nếu mà nó phá cái đáy này xuống thì sell, còn không thì thôi, bởi vì đây nó có ba con quạ này, khả năng nó sẽ hồi nhé. Không, đặt ở trên này đi, chỉ 87.55 gì đấy. Một cây doji rồi, cũng hoàn toàn nó có thể ngoi lên được cái khu vực 1.7.55 nhá. Khu vực trên này này. Đấy, lúc ấy chúng ta sọt xuống limit đi, mọi người limit đi.